Cần cù bù thông minh, có lẽ người Việt ta không ai không biết đến câu này. Trẻ con từ nhỏ đã được dạy phải chăm chỉ học hành, lớn lên phải chăm chỉ làm việc, có thế mới giành được những gì mình muốn. Nhưng có thực sự là chăm chỉ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hay không? Thực tế là có nhiều người nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm, không hề có điểm dừng. Đúng là thành công có đến, nhưng khi đó, bản thân họ đã quá mệt mỏi hay quá bận rộn nên chẳng có thời gian hay sức lực để tận hưởng thành quả mình làm ra nữa. Đừng tốn quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách làm việc hiệu quả hơn để mất ít thời gian mà vẫn đạt được mục tiêu. Dành thời gian trong ngày cho người thân, bạn bè và chính bản thân mình để thấy hạnh phúc đến từ nhiều điều giản dị khác nữa chứ không chỉ là thành công.